Hôm qua chúng ta làm một cái bài về giải hệ phương trình có vẽ sơ đồ khối. Hôm nay chúng ta làm tiếp một cái bài nữa để vẽ cho nó thành thạo hẳn đi. Chúng ta sẽ vẽ cái bài này. Cái bài 4 này. Cái này nhập vào một ngày và tháng này, để thêm cả cái nhập năm đi, sửa một xíu thêm cả nhập năm này. Cái bài 4 ấy, thêm nhập năm để kiểm tra thêm cái năm có nhuận hay không. Chúng ta thêm cái năm này vào. Đấy. Kiểm tra xem ngày tháng năm có hôm nay hay không. Thì sẽ có các trường hợp là có 31 ngày này, có 30 ngày và có 28 ngày với năm thường này. Và 29 ngày với năm nhuận. Thêm tí cái đề cho nó đầy đủ nhé. Cái đề này nó sẽ trước cái cũ thì có 28 ngày. OK hay nhỉ. Thì với cái bài như này chúng ta cũng sẽ xác định input output như thường. Thì nên ta sẽ thay tạo một cái object mới. Phân tích là vẽ sơ đồ khối, ta tạo một object mới. Tạo cái mới. Chọn cái con số out của .NET cũng cho nên nhé. Còn chọn cái của NetCore thì nó lại không có cái khung nhìn hơi lạ. Nó tạo được thôi nhưng mà lúc mới đầu nên có cái này cho nó đầy đủ pháp. Tự nhiên nó buông ra mỗi cái không thì sao nó hơi khó để tiếp thu. Điện thoại về sau ta sẽ học riêng để các con. Đây là bài 1.4 này. Xác định ngày tháng năm lệ. Chú ý cách đặt tên là chúng ta đặt tên cái này theo kiểu Pascal. Có nghĩa là chữ cái đầu tiên của mỗi từ viết hoa này để viết liền với nhau cho dễ đọc. À, thế này đi làm đấy, gọi là đi làm. Ở tận bên đây thì Thanh Thị cơ. Nếu học online này thì quay lại video cho bạn học xong. Thì các bạn này chúng ta ghi cái đầu bài này. Xác định ngày tháng năm hợp lệ. Ctrl Shift nào. Đây. Chúng ta để viết hoa bằng cách nhấn Ctrl Shift U lên này. Nó có cái phần edit này, các anh điền này, 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 này. To upper case này, Ctrl U đây này. Đây chúng ta vào để xem chúng ta nhá, vào edit này. Và fn này, xong vào cái phần fn đây, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái make upper case này. Nhìn thấy cái này đây này, vào edit này, fn này, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái upper case là Ctrl Shift U này, còn viết thường là Ctrl U, đây có nghĩa là phím tắt. Để muốn viết thường lại cấn Ctrl U, nó sẽ viết thường là Ctrl Shift U viết hoa này. Đây. Thì khi có nhiều cái chữ mình đang viết nó không thống nhất nhau thì dùng cái này khá là tiện. OK nhỉ? Để vào lại nhá, vào edit này và fn này, nhìn thấy cái chỗ này chưa, nó có upper case này, lower case này, rồi nó có cả cái chế độ word wrap này. Có thanh niên là biết word wrap gì, như giải thích của đời gì nó sẽ đây. Đây word wrap khi mình click vào đây có nghĩa là khi mình viết trên nhiều dòng nó sẽ không có thanh quận bên dưới mà nó sẽ tự động xuống dòng. Đây nhìn kỹ đây nhá, nhìn đây này, nhìn thấy cái này đây này, dù đây này. Mặc dù cái line này trên một dòng là khi mình phóng to lên thì tự động nó sẽ chuyển thành hai dòng và nó có mũi tên ở cái góc bên phải, cái này nó mất một tí TV, nó mất một đoạn, nó có mũi tên vào dưới. Word Wrap nó chỉ hiển thị cho mình trên một máy, nó không có thanh quận kéo ngang. OK nhỉ. Thì khi mình muốn nhìn nhanh có thể chọn chế độ đấy, thì vào edit này, fn nó có một cái Word Wrap này, có phím tắt là Ctrl E với kép, hơi khó nhớ một xíu, tốt nhất có thể vào để kích cũng được để mình cũng không sự chuyển liên tục. OK, đây là tóm lại là có make upper case này, lower case này, word wrap này. Ngoài ra là có các cái dạng bên dưới nó tăng giảm những cái này ít dùng. Có cả comment này, có comment đây, Ctrl KC cái này rơi dùng này. Bên dưới có cả cái comment selection này, uncomment selection này, Ctrl KC, Ctrl KU thì có dùng. Đấy. Thì ghi phím tắt một vài cái hay dùng này. Để ghi chú thêm này. Ctrl cộng Shift
cộng u là viết hoa. Viết hoa là cái này lựa chọn này. Ctrl cộng u là viết thường, ok chưa? Thế còn là Ctrl cộng K cộng với C thì là comment. Đây vừa trên là chú thích đấy. Còn Ctrl cộng K cộng với U thì là uncomment. Tức là bỏ chú thích. Đấy. Thế còn cái chế độ là Ctrl E với kép. E cộng với kép. Thì cái này nó chế độ nó WordCraft. Đây là hiển thị. Đấy. Tức là WordCraft là chế độ hiển thị trên màn hình này, nó không có thanh cuộn. Nhớ các anh đi, đây này. Nó làm đây này. Nó sẽ xoay, nó kể cả cái dòng này có dài đến mấy cũng chỉ cắt, nếu mà nó chỉ trong màn hình nó sẽ xuống dọc. Nó sẽ không có thanh cuộn ngang. Đây các phím tắt hay dùng nhất này. Đấy có thể ghi chú này, cái lần trước ta đã có là Ctrl này cộng với D này, đó là duplicate này. Nhớ những cái này chúng ta phải bôi đen những cái gì mình cần nạp hoặc chọc chuột vào để có tác dụng nhé. Chọc chuột vào cái dòng này sẽ có tác dụng này. Những cái chỗ bấm muốn cái liên quan đến cái viết hoa viết thường phải bôi đen cái mình cần làm gì. Bôi đen cái này, Ctrl U này, thấy không? Đây này. Dụ bôi đen cái chữ xác định Ctrl U hoặc chữ tháng. Bôi đen và Ctrl U thì chữ tháng thì viết thường. Ok các anh đi. Để xong thử luôn đi. Nếu không sẽ không nhớ gì đây. Dụ năm là Ctrl U phát là viết thường. Muốn viết viết hai cái này viết hoa hoặc với chữ hai từ in hoa là Ctrl đây Ctrl Shift U phát thì viết hoa chữ in này lên, ok chưa? Đang viết để dừng viết. Đây là thử hành vài cái nhá, đây này. Muốn ví dụ muốn viết hoa hết cái cụm nào tao bôi đen cái đậm đấy vào. Rồi viết hoa cái từ tháng thôi, cái đúp là Ctrl Shift U này, viết thường Ctrl U này. Rồi cả cụm này viết hoa nên học viết thường Ctrl U phát viết thường hết này, được không? Ctrl U hoa hết cả cái đống này lên. Dụ đề vấn đề hoa này. Dụ đề là tạo tiêu đề viết hoa cho cả sử dụng luôn. Đấy. Còn comment các như này, dụ mình muốn comment dòng này, trỏ chuột ra ngoài này. Ctrl KC phát đây, comment luôn này. Ctrl KU này, bỏ comment này, thấy không? Đấy, thực hành thử đi, nếu không có, không nhớ, Ctrl KU, KC này, comment này. Ctrl KU, comment. Nếu mà không nhớ được có thể nhớ lại một cách vào edit này và fv này, đây comment bên dưới đây này, thấy không? Comment session này, Ctrl K phải Ctrl C này, đây này. Click vào đây cũng được này. Click vào edit này, fv này, uncomment này, Ctrl K, Ctrl U này đấy. Nếu đầu tiên chưa nhớ được có thể vào và edit cứ nhớ đây, fv này, vào mấy lần nó nhớ ngay. Trong thực hành phím và này. Ok đi. Cái này chúng ta phải xác định bài toán. Chúng ta sẽ có input này, output này. Input ở đây trên là ngày tháng năm, chúng ta có thể đây month year đây. Đấy. Output là đây month year invalid or not or invalid. Cái này cho nó đầy đủ. Tiếp đến là cái phần process. Đó. Và cái này là chúng ta cũng vẽ sơ đồ khối và vẽ code. Vừa tải bài toán này vừa tập dùng cái sơ đồ khối chuyển sang code cho nó rõ ràng. Thì với cái bài xác định ngày hợp lệ này chúng ta sẽ có thể kiểm tra xem hợp lệ là ngày như nào. Ví dụ hợp lệ này, ví dụ ban ít đây này. Ví dụ 31 này, 01 này, 2023 này. Cái này ok không anh em? Có một ok đâu. Ví dụ là 29 hoặc invalid đây. Invalid giả sử ngày 29/02/2023 thì cái này sẽ là quả ngay luôn. Không được. Nhưng 24 thì sao các anh đi? Nếu mà 29 là 02/2024 được không? 24 ổn đúng không? Từ năm 2000, 2000 là năm nhuận. Ở được 2000 được.
hoặc là một số ngày 30, ví dụ 30/09/2023 được này, vân vân này, hoặc là 28/02/2023 đấy, mới thể viết vài cái định hình là cái này là hợp lệ, ví dụ invalid này, cái này không hợp lệ này, và ví dụ ngày 31/04 có ngày này không đi, không có đâu. Thì đầu tiên trước hết là chúng ta phải hiểu cái bài toán ta yêu cầu là gì đó, thế nào là hợp lệ hoặc lệ, từ đấy chúng ta mới phân tích ra. Như vậy ngày hợp lệ chúng ta sẽ cách giải quyết như sau này đấy. Chúng ta tiến ra solution này, chúng ta sẽ có min day này, min day sẽ bằng một, tức là ngày nhỏ nhất này, sẽ ngày lộn này, ok chưa đấy. Max day này, ở đây sẽ bằng các giá trị 28 này, 29 này, 30, 31, ok chưa? Nó sẽ có bốn các giá trị này là hợp lệ, là thuộc loại lớn nhất. Đấy. Xong ta suy ra cái valid day này. Suy ra đây valid day. Valid day tức là min day này, nhỏ hơn hoặc bằng đây này. Còn đây này. Đó là đây, đơn giản. Đây và đây nhỏ hơn hoặc bằng max đây. Tức là cái ngày nó nằm trong cái đoạn từ min đến max. Min nhỏ hơn bằng đây, đây nhỏ hơn bằng max đây thì là hợp lệ. Ok nhỉ? Chỉ cần nằm ngoài cái đoạn này mình sẽ báo có lỗi ngay. Đấy. Bây giờ cái tập trung cái min thì cái nào cũng bằng một rồi, còn cái max thì là tùy thuộc vào từng tháng. Thì chúng ta sẽ chia thành các trường hợp này. Ví dụ trường hợp 1 này. Một ví dụ là 3 mắc đây này. Đây bằng 31 này. Tương ứng với các tháng này. Măn bằng cái tập là 1 này, 3 này, 5 này, 7 này, 8 này, 10, 12, ok chưa? Trường hợp với 2 đó là mắc đây bằng 30 thì suy ra ứng với măn bằng các tháng là 4, 6, 9, 11. Đấy. Cái trường hợp 3 này mắc đây bằng 28 này, suy ra măn bằng 2 và 5 không nhuận, và không không phải 5 nhuận, 5 không nhuận này. Trường hợp 4 là đây mắc đây bằng 29, suy ra măn bằng 2 và 5 nhuận, ok chưa? Cái bốn thương ngón cái này. Đấy, ghi rõ ràng này mình có thể code được đâu. Còn một cái năng lượng ta sẽ phải xác định thêm thuật toán của nó tí thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ thuật toán trước khi code cái này. Vẽ là cho rõ ràng hơn. Ok chưa? Chúng ta sẽ mở lại cái bài hôm qua thôi. Chúng ta sẽ kích vào đây này. Tạo và new này. Nó vào lại nhé. Nhưng mà quên được vào lại này. Chắc vẫn còn trong máy. Draw.io này. Đấy. Và chúng ta tạo một cái new mới, new. Đấy. Chúng ta đây là gì nhỉ? Xác định ngày hợp lệ. Yes. Tạo một cái sơ đồ mới cho anh đi. Để xác định ngày hợp lệ. Ok anh đi. Nếu mà chưa có tạo và new thì nó có như phần mềm dưới máy tính luôn. Thế tốt để tạo và new luôn. Thì với sơ đồ khối chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hình bellit này, ra được cái mới cho các anh đi, sẵn sàng chưa? Để đó đi nè, đi ghi nè. Về sau em sẽ được học cái môn về phân tích thiết kế hình đối tượng, nó cũng có các cái dạng vẽ sơ đồ, nó có cái gọi là các cái biểu đồ trình tự này, biểu đồ cộng tác này, biểu đồ hoạt động này, rồi biểu đồ lớp này, có tận 5-6 cái biểu đồ ấy. Thì có một số cái kể cái trình tự này, rồi là cái cộng tác hoạt động, nó cũng có dạng, cũng có dạng hình kiểu tương tự thế này. Khi mình nắm cái này học cái này cũng dễ, hình dung nó dễ. Nó có cả cái biểu đồ trạng thái để chuyển các cái trạng thái như kiểu là on ập như công tác ấy, tắt mở, rồi là trạng thái hợp lệ in hợp lệ, như kiểu là các cái trạng thái giao dịch của cái thẻ chẳng hạn, nó sẽ có hết cái biểu hiện cái sơ đồ đấy. Chúng ta sẽ nắm vững cái này thì học cái kia nó khá là dễ thôi. Đấy, đi ghi này, và chúng ta cũng sẽ có cái phần tiếp theo đây, trên dưới này.
phần khai báo này chúng ta sẽ thêm một cái hình bình hành define này, and input data for day man year. Để viết tiếng Anh thì nó gọn, còn viết tiếng Anh thì nó chuyên nghiệp hơn là viết tiếng Việt. Nhìn nó nguy hiểm hơn, nó phải viết đơn giản thôi. Rồi ta nối mũi tên dưới thôi. Define input data rồi. Ok rồi, đến là nhập liệu xong rồi này. Thì mình hành xong này. Tiếp theo chúng ta đến cái đoạn là tính toán. Ta chọn cái hình chữ nhật nhé. Đây, tính toán đây. Bắt đầu vào thuật toán xử lý. Thì chúng ta sẽ có gắn cái giá trị min đây này. Gắn bằng 1, ok rồi. Bây giờ đến cái đoạn mark day chúng ta phân tích rồi này, min day ok rồi, mark day sẽ có bốn trường hợp. Thì chúng ta sẽ xét từ trường hợp 1. Bây giờ kiểm tra xem là trường hợp đầu tiên này. Đây. Kiểm tra xem man có thuộc cái đoạn này không. Thì chúng ta sẽ có các lựa chọn này. Rồi vẽ tiếp ra. Trường hợp 1 luôn. Đây. Chúng ta sẽ dùng cái hình thoi này. Đây là lúc viết code là chúng ta có trường hợp này này. Nhưng nếu mà khéo có thể tránh cái trường hợp đầu tiên, nó để ý này, cái này hơi nộp một xíu, tức là cái trường hợp mà 31 ngày có nhiều tháng quá, nếu giờ mình ít cho cái này phải viết rất là dài, ok chưa, thì có thể để thằng này sau cùng mình dùng cái eo đỡ phải viết từ 1 đến 12, ok anh em. Thì chỗ này chúng ta có thể kiểm tra điều kiện trưởng được, đây min là một này, chúng ta có thể kiểm tra xem điều kiện là man này, kiểm tra man nhé. Đây để kiểm tra man không lẽ không trước này. Nếu man mà nhỏ hơn 1, ok chưa? O man lớn hơn 12. Đây là điều kiện mình xét đầu tiên ấy, xem man có lẽ không đó. Thế đây thế vào cái kia cái man phải xét vào đây nó không, nó lại nhập đều đều, nó lại nhập tháng 13 chẳng hạn, thì lại không đúng. Nó thêm hình thoi đầu tiên vào để làm cho nó chắc cú. Nếu mà man nhỏ hơn 1 hoặc lớn 12 vòng chu chỗ này thì chúng ta thêm cái hình bình hành thông báo luôn, cái này không hợp lệ cũng phải suy nghĩ nữa. Chỗ này chúng ta ghi thông báo nào, đây invalid đây, invalid đây này, chẳng là ngắn gọn. Chúng ta thêm một cái text vào cho nó ở đây. Tức là nếu mà chu trường hợp nếu là tháng nhỏ hơn 1 khoảng lớn 12 mà bằng chu tháng hợp lệ, cái này không phải xét đâu, loại luôn. Rồi tiếp tục nhá. Nếu bây giờ trường hợp mà for, tức là trường hợp là tháng nó nằm trong cái đoạn từ 1 đến 12 rồi, tức là tháng hợp lệ rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp theo này, kiểm tìm cái mắc đây. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ thêm một cái hình thoi đây. Đây. Chọn MM này, mũi tên này, này. Đấy, chọn MM đây. Chúng ta sẽ chọn trường hợp man này. Ví dụ man bằng 4 này, 6 này, 9, 11, ok chưa? Mình chọn cái thằng ít trước, đỡ phải gõ nhiều, chỉ có 4 cái thôi. Nếu mà chu ở đây, thì chúng ta sẽ có cái trường hợp gắn đây. Đây, chỗ mắc đây, bằng 30. Tức nếu như mà tháng nó nằm trong 4, 6, 9, 11 ấy, mà cái tháng này chỉ có 30 ngày tối đa thôi. Mark đây bằng 30. Đây trường hợp chu, nó là kéo cái text vào đây. Đây này, chỗ này sẽ hiện đắt. Thêm cái text ở đây các bạn nhé, cái chỗ măn này, bằng phô này. Đây. Ok. Tiếp tục này, trường hợp nếu như mà đúng bằng mấy tháng này thì khá là yên này, bằng 30 là xong rồi. Trường hợp ngược lại, nếu như nó không bằng mấy tháng này thì còn hai trường hợp khác nữa. Đây, chúng ta mới xét trường hợp 2 thôi, 30 này, còn trường hợp 31 với 28, 29 nữa. Chúng ta sẽ xét nó trường hợp bằng 2 nên cho dễ này, được không? Mình phân nhánh bằng 2 này. Thay vì tránh cái thằng này ra, thằng này nhiều quá, tránh đi. Ok chưa? Tức là bản chất nút code nó chạy như nhau, cái cách mình viết, mình có thể xử lý, làm sao nó khéo một tí thì mình đỡ phải viết nhiều.
thì cô nó đẹp hơn, thì chúng ta sẽ chọn thằng bằng hai cho nó mình ngược lại thằng cuối cùng là được. Thì chúng ta viết như sau này, đây chỗ này chúng ta lại thêm một cái hình caro này nữa đây. Cái đoạn này chúng ta dịch sang bên trái này, bôi đen là bôi được, dịch cho sang bên trái thì nó đỡ. Nó có gì nhỉ? Đây, mình bôi đen mình dịch sang bên trái thì còn bên phải viết nó thanh niên bị lệch trái làm đấy. Nhưng quay nó bị lệch trái xíu. Ok chưa? Làm đoán lên đây này, quét đây này, quét là nhận đây này. Quét xong mình kéo chuột đi, di chuyển trên cái này. Mình đang viết sang hướng vẽ sang bên tay phải. Thì chọn hết, nhấn Ctrl chọn hết được mà. Đang dịch đây này. Đây này, nó có hỗ trợ cho mình dịch luôn này, nó code khá ok đấy. Đấy. Được chưa nhỉ? Nếu ai mà bị này thì làm như xong của anh là ở đây có chế độ view full này này, full screen này các nhiên này, từ một xe có đây này vào phong file này ở trong view chứ, view này kéo dưới cùng nó có cả cái full screen này này, được không? Full này hình luôn này, nhìn nó dễ này, được không? Đấy. Bây giờ trường hợp ngược lại này, ôi nhưng mất một cái xong. À đúng rồi, không sao. Nó thêm một hình caro nó tự copy sang để mình mất một cái 30 đây. Chỗ này chúng ta sẽ xét xem măn có bằng 2 hay không cho nó dễ này. Chỗ này chúng ta lại thêm một cái text vào đây. Trường hợp nếu không phải bằng 469 thì đây là false. Mình sẽ xét xem có phải tháng 2 hay không. Chia ra. Nếu mà đúng là tháng 2 này. Đấy, thì chúng ta sẽ đến một cái nhánh nữa tháng 2 này. Đấy. Nếu đúng là tháng 2 và chu thì chúng ta chưa kết luận là 28 hay 9 được mà phải kiểm tra xem có năm nhuận hay không. Ok rồi. À cái từ năm nhuận là gì anh có quên mất rồi xíu. Tra Google phát năm nhuận là cái gì? Nếu không biết năm nhuận ta phải tra Google trên hết thôi. Thì ngược lại là xong năm nhuận đây là leap year đây. Chúng ta vẽ ở đây. Để ta kiểm tra này y leap year này. Phải viết leap year được, khác hiểu. Leap year. Ok chưa? Nếu đúng là năm nhuận thì chúng ta sẽ có cái ông dưới này. Chu đây. Chúng ta sẽ có mắc đây này của tháng 2 bằng 29. Ok nó cần một xíu. Trường hợp ngược lại này, nếu không phải năm nhuận thì chúng ta sẽ có mắc đây bằng 28. Đấy. Nhớ phải có chu phô vào nhá, chu bằng 29, ta phải nhớ cái tắt chu bằng 29 ở đây. Đây là chu này. Đấy. Trường hợp phô thì bằng 28 thôi. Ồ. À. Clip được. Như vậy xong trường hợp về tháng 2, bây giờ chúng ta quay ngược lại này. Nếu không phải 4, 6, 9, 11 hay tháng 2 thì chỉ còn cái trường hợp cuối cùng này thôi, đó là tháng 31 ngày. Ok nhỉ? Như vậy chúng ta chỉ không cần vẽ một cái hình thoi nào nữa, chỉ cần chỗ này xác định luôn thôi, mắc đây ở đây luôn. Đấy, mắc đây 31 luôn, không phải ít mấy cái kia nữa. 31 mình tránh được mấy cái tháng 1 năm 7 kia. Thế đoạn này nó không còn trường hợp nào khác rồi, bằng 2 thì khác 2 đây. Chắc chắn nó sẽ phải là các tháng kia thôi. Mình chặn đầu chặn cuối rồi. Để bằng for thôi. Thì khi mà chúng ta viết code kiểu này sẽ ngắn hơn. Không có cái if 1, 3, 5, 7, cái đấy tận mấy cái liền cơ. 6, 7 cái liền, 6 cái. Nhiều tháng nó là 31 ngày. Nó có mấy tháng. Rồi, 4, 6, 7 tháng 31 ngày cơ. Nắm thế nhỉ? Có vài tháng 31 ngày trong một năm. Kiểm tra xem chu phô đầy đủ chưa? Ok các anh đi. Đây. Sau khi mà chỗ này xong rồi này, chúng ta đến đoạn tiếp theo này. Đây. Như vậy đoạn này chúng ta đã xác định được min này và max đây rồi. Bước tiếp theo chỉ là kiểm tra xem cái ngày nó có nằm trong khoảng từ min đến max hay không, nằm trong đoạn. Thì chúng ta sẽ thêm một hình caro ở đây. Max đây, đến là thêm cái hình thoi này, thoi hình chất lộn cũng được. Chúng kiểm tra xem đây là min đây này. Nhỏ hơn hoặc bằng đây này.
En nhá, trường hợp En viết luôn đi. Cho Tom thì En. Viết En viết chữ cho dễ nhìn được. En. Nhỏ hơn là bằng mắt đây hay không? Đấy. Kiểm tra cái này. Đấy. Và chú ý này. Cái này sẽ có tận 4 cái đều rẽ ở đây. Thì chú anh đi, để cho to thì dễ nhé. Bởi vì khi bảng lên trên ta nó có 4 trường hợp tương ứng 4 với cái 28, 29, 31 thì tất cả 4 cái này sau cùng đều phải nối tới cái đoạn kiểm tra này. Đây, rồi phải nối vào cái đoạn này. Đấy, vẽ hình nối hết vào đây. Đấy, có đi đâu về Hà Nội đấy, đi miền Bắc, đi các cái tỉnh khác đều giữa Hà Nội trung tâm xuyên hết vào đây. Phải qua cái cụm này. Độ 28 cũng phải rẽ về đây, 29 rẽ đây, 31 rẽ đây hết. Ok chưa? Đấy, đây là đường trung tâm này. Đấy, nối hết vào chỗ nào. Cả cái trường hợp 31 cũng thế. 31 có thể kéo dài một xíu để nối xuống dưới nó phải cắt. Này nó lại không vòng. Sao đây? Chúng ta có thể nối từng đoạn thẳng các thế đấy nhá. Đây là nó có đoạn thẳng này. Nó có một cái đường gấp khúc này. Đây xem nào. Đây. Lộn. Lộn chiều đây. Đây, chúng ta vẽ đoạn thẳng được này. Kéo cái đoạn thẳng đây ra này, chúng ta sẽ nối được cái đường nó được. Đây. Nối đoạn này. Đấy, được không? Đây, nối này nhìn cho nó dễ nhìn. Đấy, vẽ luôn được kia cho hay vì cắt cái thằng bên dưới. Đấy, tạm vậy được. Cái này nối khó hơn không? Để nhìn có sơ đồ cảm giác nó phức tạp hơn rồi đấy. Đây. Đây, cái đoạn này chúng ta cũng phải có chu phô. Nếu như mà min nhỏ hơn bằng đây và đây nhỏ hơn bằng đây bằng chu thì chúng ta sẽ hiển thị ra đây là ngày hợp lệ thôi. Cái này chúng ta sẽ dùng cái hình bình hành. Đoạn này là hiển thị kết quả đâu, nên là đến đoạn chốt rồi đấy. Đây. Đây. Y và nin. Nó dưới thôi. Nó gợi ý cái hình gần nhất rồi. Kéo hình bình hành ra. Đấy là cái thao tác liên quan hiển thị màn hình, ta dùng cái hình bình hành nhé. Đây này. Đây này. Đấy. Phi mũi tên sang là được, nó đơn giản nhất, kích phi mũi tên nó tự phi sang luôn, nó cũng khá thông minh. Cái này đây invalid, đây invalid phủ định thôi. Chúng ta thêm cái chu phô cho nó, trường hợp chu ở đây này, đây là trường hợp phô này. À sorry các anh đi, thì chỗ này mình không cần phải thêm nữa. Đây. Cái này chúng ta có sẵn ở cái trước rồi, không cần phải thêm cái này nữa. Có thể nối luôn vào đây. À, nối cùng vào cái cụm này này. Cái cụm trước mà tháng nó lớn hơn 1. Đây, cái kéo dài là gì rất dễ này. Cái trường hợp mà tháng nhỏ hơn 1 hoặc lớn 12 thì cũng hợp lệ, có thể dùng cái này kéo vào đây cho đỡ phải viết nhiều nhánh. Ok nhỉ? Để kéo này dài một xíu nhé. Đây. Chúng ta phi thẳng vào sang đây. Gần xa quá không phi được, gần xa quá nó không cho phi, em phải phi tay vậy. Đây, đó là pho đây, đây là chu, ok chưa? Đây. Đây là có thông báo invalid và invalid là valid rồi. Thì chúng ta sẽ thêm một cái kết thúc ở đây thôi, thêm một cái hình edit cuối cùng ở đây. Dù có thông báo kết quả cuối cùng thế nào phải đến một cái kết thúc thì chúng ta sẽ phải view đây.
Đấy. Cái sơ đồ thuật toán là phải có bắt đầu và phải có kết thúc, nếu không nó sẽ chạy lặp, suốt là chết dở. Đây này. Như vậy là ta đã kết thúc được cái sơ đồ khối này đấy. Đây. Nhìn tổng quát này. Ok rồi. Thêm cái end nối cái infinite đây với cả đây và nít vào trong cái end này là được. Đây chúng ta đã có bắt đầu và kết thúc rồi. Đấy. Là phim mà kết thúc có hậu đấy. Đây khi xong rồi chúng ta nhớ lại export một bảng đây vào file này. Export này. PNG này. Export luôn này. Đây. Export nó vào. Ok chưa? Đấy, xong mở lên xem. Là cái ảnh này. Kiểm tra đây. Đấy. Ok anh đi. Chúng ta chưa? Để có điện của đen đây. Tạo một folder riêng được. Chúng ta tạo một folder dụng điện của đen này. Tạo một folder riêng pen với cái ảnh đấy vào. Trong đây này. Để sau mình xem lại. Để sau lại quên. Để lại pen đây xong mở ra xem này. Được. Để các anh đi.